cuộn mây đưa về làm không gian giờ tới khu phố xưa điều tàn vì thay quân giặc thù nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ xót xa phố cuộn ôi dâng bao căm thơ. Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Trong clip buổi tối ngày hôm nay thì Xuân Đình lại tiếp tục giới thiệu đến anh em những cái mẫu âm ly mới về tại cửa hàng Xuân Đình. Và như trong clip này thì mình lại giới thiệu đến anh em 4 con âm ly, toàn bộ đều là hàng bãi nội địa của Nhật, điện 100V. Và tất cả các chức năng đều hoạt động hoàn hảo hết. Và hôm nay thì mình có khui ra một cái con âm ly sân xui AUD607F, máy hàng bãi đẹp xuất sắc và mình phải nói là đẹp như mới. Đây là cái vỏ gỗ anh em nhìn, không có mông má tốt tát gì cả, vỏ còn nguyên zin, rất là đẹp. Đấy, cả phía bên trong luôn này. Vỏ rất là đẹp. Mặt mũi này, mặt phai nhôm màu trắng, đẹp không có một vết xước luôn. Và khi đã khui ra rồi thì mình có tháo cả nội thất ở bên trong luôn. Đấy. Đây, anh em nhìn cái nội thất bên trong của máy còn rất là mới. Sau này thì đánh 4 sò than ở phía bên dưới, tản nhiệt dầu, ống đồng và 4 tụ lọc nguồn. Đây. Và đây là một nguồn điện khủng này, vẫn còn vàng óng luôn. Nội thất bên trong máy rất là đẹp, zin 100%. Con này thì công suất của nó là 200W, đánh hai cầu AB cũng như A cộng B. Trở kháng của loa khi đánh A hoặc B là từ 4 đến 16 ohm và khi đánh A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Và hiện tại thì con âm ly sân xui D607F này thì mình đang phối ghép với cặp loa sân xui S930 bass 30 đây. Và hôm qua mình mới đăng cái cặp này cũng như báo giá cho anh em là cặp loa sân xui S930 sở hữu là bass 30, loa 3 đường tiếng, một chung, một tép đôm, công suất 110W một thùng, mình bán với giá là 8 triệu đồng. Cặp loa hàng bãi đẹp xuất sắc, căng cước đầy đủ. Và đang phối ghép với âm ly sân xui D607F. Bao năm xui nói chung là combo của sân xui thì phối ghép của nó cũng rất là hợp. Và đặc biệt là cái dòng sân xui này thì nó cũng đánh được rất là nhiều loa. Và những dòng loa Nhật hay là loa Bow hay là dòng JB thì những dòng sân xui này đánh cũng khá là hợp. Mặt phai nhôm màu trắng rất là đẹp. Size của nó là size chuẩn 43, vì đây là những dòng sân xui thì nó chỉ thiết kế size 43 là chủ yếu, rất ít size 42. Và mình bán con này với giá là 4.500.000 đồng. Âm ly có chỉnh bass check, đánh hai cầu AB cũng như A cộng B chỉnh bass check. Khi anh em muốn chỉnh được bass check thì phải ấn cái này ton thì đèn nó sáng. Khi nhả nó ra thì bass check sẽ không có tác dụng nữa. Khi ấn vào thì bass check mới có tác dụng. Mô tinh là ngắt tiếng, ba lăng, volume. Đây là đường chọn tín hiệu đầu vào thì hiện tại mình đang cắm đường AUX và anh em có thể cắm thêm đường tuner. Còn phía bên trên là đường phono là dành cho đĩa than nên anh em chỉ chủ yếu dùng qua đường AUX và đường tuner. Xuống đây thì có đường tắp 1, tắp 2 đây. Đấy. Nếu như em không sử dụng thì nhả nó ra. Nếu như em sử dụng thì ấn cái tắp này báo đèn đỏ thì anh em sẽ chọn được tắp 1, tắp 2, còn không thì nhả nó ra. Máy rất là đẹp, nội thất thì rất là khủng. Máy hàng bãi còn nguyên zin, đẹp xuất sắc, vỏ gỗ cũng vậy. Âm ly sân xui D607F mình bán với giá là 4.500.000 đồng. Mặt phai nhôm màu trắng. Tiếp theo thì ở phía bên dưới là những con âm ly mà mình cũng bán khá là nhiều rồi. Đầu tiên là âm ly Kenwood KA880SD. Con này thì đánh hai cầu AB, công suất của nó là 200W. Máy mặt phai nhôm màu đen, vận chuyển về có bị vỡ một tí ở cái cạnh chuyển cổng này. Đấy. Vỡ tí. Nhưng nó không ảnh hưởng gì tại vì cái này thì mình không sử dụng. Mình chỉ dùng các cái cầu AB, AUX tuner CD này thôi. Và các chức năng chỉnh bass check nó hoạt động bình thường. Con này rất là khỏe, công suất 200W.
đánh hai cầu A cộng B, và trở kháng nó là đánh khi đánh A hoặc B là từ 4 đến 16 và khi đánh A cộng B là từ 8 đến 16. Hình thức còn rất là đẹp, máy móc còn nguyên zin. Giá của con Kenwood này là 2.800.000 đồng. Tiếp theo này thì lại về tiếp âm ly của Pioneer AD3. Con này thì chắc chắn là rất là nhiều anh em biết dòng này rồi. Chơi rất là đa dạng, đánh bốc xeo toàn giải hay những dòng loa cổ, dòng này tiếng rất là hay. Chạy 4 sò mô phép nên tiếng nó rất là sạch và chi tiết. Đánh hai cầu A cộng B, công suất của này là 110W, có chỉnh bát chắc trực tiếp trên máy, có nao nớt, ba volume, ba lăng. Và đây là đường chọn tín hiệu đầu vào bên ngoài cho anh em kết nối qua các đường như TV, điện thoại máy tính, qua đường CD, tuner, đường line 1 hay đường tap. Đấy, có đường tap monitor là tap 2 này. Mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Pioneer thì thiết kế size chuẩn là 42. Mình bán với giá là 2.800.000. Ba con hôm nay, ba con ở dưới này thì đồng giá là 2.800.000 một con. Và dưới cùng hôm nay là con Onkyo. Model của nó là 817GTR. Con này thì đánh cũng rất là hay, có chỉnh bát check, đánh hai cầu AB và A cộng B, có tăng nao nớt, ba năng, volume. Bên này là các đường kết nối thiết bị bên ngoài cho anh em kết nối qua TV, điện thoại, máy tính. Con này thì công suất của nó 135W, chạy 4 sò than 2 vít giống đặc như kiểu 7800 Mark đôi, nên tiếng dòng này nó cũng rất là hay. Mặt phay nhôm màu trắng, máy đẹp và còn nguyên zin 100%. Size của nó là size 43. Rất là khủng, cũng đánh được hai cầu AB, trả kháng cũng từ 4 đến 16 ohm khi đánh A hoặc B. Và A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Hình thức thì rất là đẹp. Đây mình quay tổng quan lại 4 con đâm ly. Và như vậy là trong clip này thì mình chỉ giới thiệu đến anh em 4 con đâm ly mới về tại cửa hàng của Xuân Đình. Anh em có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp địa chỉ của Xuân Đình ở trên bài, đó là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395727582. Tất cả những mặt hàng này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Một lần nữa cảm ơn anh em theo dõi video của mình. Xin chào.